Nhiều năm nay, bà Liễu bị rối loạn nhịp tim và thiếu máu cơ tim. Nếu không có bảo hiểm y tế, mỗi tháng bà phải mua hết vài triệu tiền thuốc, chưa kể tiền xét nghiệm, khám. Nếu mà mình không tham gia bảo hiểm y tế, bây giờ nếu mà mình vô khám mà mình không có bệnh thôi, mình như là mình không có bệnh mà quá trời mà phải cấp cứu á, nhưng mà vô mình khám tổng quát thôi là mình phải đóng mấy triệu rồi. Và mình có nhầm viện thì mình phải tạm ứng trước 5 triệu, 10 triệu tùy theo bệnh nữa. Thấy được những lợi ích mà bảo hiểm y tế mang lại, bà Liễu đã vận động được hơn 100 người là hàng xóm, người thân tham gia. Cùng với đó là sự vận động, tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ về quyền lợi, chính sách khi tham gia bảo hiểm y tế đến từng người dân. Nhiều hộ gia đình đã chủ động tham gia. Tham gia thì mình giảm theo cái tỷ lệ giảm của bảo hiểm y tế đưa ra, nó rất là tốt. Nếu thực sự mình mua một năm đó mà cho hộ gia đình thì giảm rất là nhiều, giảm được cái chi phí mua rất là lớn, mà đồng thời nó cũng bảo đảm được sức khỏe cho gia đình của mình. Vận động người dân tham gia đã khó, nhưng duy trì tỷ lệ tham gia cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế để người dân được hưởng những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Xác định là phải bảo vệ cái quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, phối hợp với ngành y tế trong cái việc là cấp tạm ứng và quyết toán kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Cái thứ ba đó là tụi tôi là phối hợp trong cái cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cái khám chữa bệnh. Trong thời gian qua, tại nhiều bệnh viện diễn ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư hóa chất khiến người bệnh phải mua thuốc ngoài bảo hiểm y tế. Thậm chí nhiều người phải chờ đợi để chụp, chuyển hóa chất. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cần có những giải pháp kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.